soi kèo bóng đá hôm nay giữa Sevilla với AS Roma diễn ra vào lúc 23:55 ngày 6 tháng 8 tại sân Stoinsland Racing Arena, Europa League 2019-2020. Dẫu cho cục diện top 4 trên bảng xếp hạng La Liga, mùa giải vừa qua đã được yên vị từ sớm, và Sevilla cũng đã chốt vị trí thứ 4 trong tay cùng với tấm vé tham dự Champions League mùa sau. Nhưng không phải vì vậy mà họ chịu buông tha cho bầy rơi ở vòng đấu vừa qua, khi trong lần đón tiếp Valencia đến là khách thì đội bóng của huấn luyện viên Lopetegui đã hạ bệ đối thủ bằng chiến thắng với tỷ số 1-0. Tuy chiến thắng này không có quá nhiều ý nghĩa về mặt điểm số, nhưng nó đã giúp cho Sevilla giải tỏa áp lực vô cùng lớn khi chấm dứt chuỗi 6 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng là gì khi đối đầu với Valencia. Mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó, chiến thắng này của Sevilla cũng đã tước đi quyền tham dự Europa League mùa sau của bầy rơi. Lại nói về mặt trận Europa League mùa này, với việc trận đấu lượt đi tại vòng 1/8 giữa Sevilla và AS Roma vẫn chưa được diễn ra, nên cả hai đội sẽ quyết định thắng thua bằng một trận đấu duy nhất và được diễn ra tại thành phố Duisburg phía tây nước Đức. Tính đến thời điểm hiện tại, đội bóng của huấn luyện viên Lopetegui đã trải qua 17 trận liên tiếp bất bại trên mọi mặt trận, trong đó có 8 chiến thắng và 9 trận hòa. Với phong độ vẫn đang rất ổn định như hiện nay, thì dù cho không được thi đấu trên sân nhà, thì kết quả ở trận này vẫn nằm trong tay Sevilla. Chỉ cần không mắc phải sai lầm quá nhiều, thì một kết quả từ hòa đến thắng ở trận này sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Đừng quên Sevilla đang là đội bóng thành công nhất tại Europa League với 5 lần vô địch, và trong đó có đến 3 lần liên tiếp. Về phía đối thủ, trong một ngày mà Juventus ra sân với 4 cầu thủ trẻ được đôn lên từ đội trẻ U21, thì AS Roma đã không ngần ngại đánh sập pháo đài Turin của bà đầm già để mang về cho mình chiến thắng với tỷ số 3-1. Cũng giống như đại diện đến từ La Liga, chiến thắng kể trên cũng không giúp cho thầy trò huấn luyện viên Fonseca cải thiện quá nhiều về mặt điểm số, nhưng ít ra nó cũng đã giúp cho Gian Lorossi trả được món nợ với Juventus khi chỉ đúng một tuần trong tháng 1 năm 2020 vừa qua, thì họ đã để thua trước lão bà cả hai trận, trên cả hai mặt trận khác nhau. Kết thúc mùa giải, AS Roma chỉ được tiếp tục tham dự đấu trường Europa League vào mùa sau, khi chỉ đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A với 70 điểm, và kém nhóm dược tham dự Champions League đến 8 điểm. Bước vào chuyến hành quân lần này, hành trang mà đoàn quân của huấn luyện viên Fonseca đang mang theo bên mình, cũng không hề thua kém gì so với Sevilla. Cụ thể tính đến thời điểm này, AS Roma đã trải qua 8 trận liên tiếp bất bại, trong đó có đến 7 chiến thắng và chỉ để hòa vỏn vẹn một trận. Rõ ràng với phong độ vẫn đang rất tương đồng như hiện nay, và cùng với việc không chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội bóng, thì có thể nói đây là trận đấu rất khó để phân định thắng thua. Trong quá khứ, AS Roma và Sevilla chỉ mới có 2 lần chạm mặt nhau ở các loạt trận giao hữu trước thềm mùa giải mới, và kết quả cũng cho thấy sự ngang tài ngang sức khi mỗi đội đều giành chiến thắng khi được chơi ngay trên chính sân nhà của mình. Đội mắc sai lầm ít hơn sẽ là cái tên có được chiến thắng trong trận đấu này. Dự đoán kết quả Sevilla với AS Roma. Dự đoán tỷ số 0-0. Chọn kèo châu Á, AS Roma nằm dưới đồng nửa. Chọn kèo tài xỉu, xỉu 2 trái rưỡi. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.